Cổ nhân có câu, thất bại lớn nhất trong đời người là tính tự cao tự đại. Trong xã hội có những người rất là giỏi, rất là tài, nhưng vì tính tự cao tự đại, người ta coi những người xung quanh là không bằng họ, họ là số một. Cho nên chính cái tính tự cao tự đại mà người ta 10 thì đã thất bại hết 7 rồi. Đúng không quý vị? Anh ơi! Chị ba! Đứng coi lúa hả? Coi lúa, chị đi chợ hả? Dạ. Trời ơi, công nhận nha, lúa của anh hai tốt thiệt á. Anh hai, có bí quyết gì chỉ cho em với? Trời ơi, bí quyết gì chị ơi? Chẳng qua là tôi học cái lớp mà khuyến nông ở trên ấp trên xã đó. Dạ. Rồi cái người ta dạy mình cái kỹ thuật trồng trọt mới vậy thôi. Kêu là cái gì mà tôi học qua đây, ba tăng ba giảm á. Ba tăng ba giảm? Ừ. Là sao anh hai nói cho em dễ hiểu chút anh hai. Ba tăng có nghĩa là vậy nè, tăng năng suất, tăng hiệu quả và chất lượng. Đó. Ba tăng ba giảm. Đó, còn ba giảm là giảm và phân bón nè, giống nè, rồi thuốc trừ sâu. Đó, đơn giản thôi. Chị này dạy là em phải áp dụng vô lúa của em được nha. Thì áp dụng cái phương pháp trồng mới đi chị ba. Ủa anh. Được hả? Mà nó nghe nè. Cái lúa của anh á, lúc thì em thấy nó khô queo à, lúc thì em thấy nó quá trời nước luôn. Ủa sao kỳ vậy anh? Cái đó là phương pháp là trồng mới luôn á. Trồng mới? Đôi lúc mình cần phải khô là khô, đôi lúc mình cần phải ướt là ướt. Đó, lúc vậy khô đó. Thì khô mà lúc ướt là ướt. Bà con mình hồi nào giờ đó, nguyên một cái vụ mùa là có khi là để ướt hết luôn, cả vụ mùa luôn á. Dạ đúng rồi. Bây giờ là khác rồi. Cái mà kêu là kỹ thuật mới là vừa khô vừa ướt. Cần khô là khô, cần ướt là ướt. Tại vì khô nhiều lúc á, nó khô cái gốc lúa đó, chị ba biết không? Nó làm cho nó ủ, nó thông thoáng. Nó thông thoáng cái gốc lúa, cây lúa. Dạ. Đó, rồi có khi là nó giảm được mà sâu bỏ nữa nè. Giảm được cái lượng nước mình bơm nước và mình tiết kiệm nữa. Đúng rồi, hả? trời ơi. Đỡ được cái mà bơm nước tiết kiệm. Vậy là cũng biết nói cái thông minh ghê. Nói với môi kia này là em về sẽ áp dụng liền. Nè, quên nữa. Còn nữa, còn nhớ nha, dặn với anh ba đó là cái mùa này trồng á, làm đừng có trồng mấy cái chỗ mà thấp thấp, với nó trũng xuống nghe chưa? Không trồng chỗ trũng chỗ thấp. Đúng rồi, ha, nhớ nghe chưa? Ê, còn nữa nha, gieo xạ đó, đừng có gieo dày, đồng thời đó là cái bón phân á, cũng vừa vừa thôi chứ đừng có nhiều, nghe chưa? Kỹ thuật mới nó là như vậy á. Dạ, 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 em nhớ rồi, bà tăng, bà giảm. Bà giảm. Lúc ướt thì ướt. Lúc cần khô thì khô. Lúc cần khô thì khô. Lúc cần ướt thì ướt. Không thấp, không trống. Đó. Không gieo gì. Gieo dày. Gieo đừng có dày. Gieo đừng có dày. Nó mỏng mỏng thôi. Mỏng mỏng thôi. Biết chưa? Nhớ rồi. Nhớ nha. Chị này về phải nói với chồng em mới được. Cảm ơn anh hai nghe. Cảm ơn gì không biết nữa. Tôi biết tôi học được gì. Tôi chỉ là vợ chồng anh chị vậy thôi. Thôi em tranh thủ đi chợ. Về đổ giọng để em quên sao. Bà tăng bà giảm, lúc khô thì khô, lúc ướt thì ướt. Cái bà này coi vậy cũng biết khô lẹ ghê. Ông ơi, em ơi. Dạ. Ông ơi, ông ơi. Cái gì vậy? Tôi mới gặp anh hai. Thôi nha, bà gặp chả làm gì, tôi không có thích cha đó nha. Nè, cảnh cáo bà nha, đàn bà con gái đi về đàng hoàng chứ không phải đi chơi mới cái tới đầu rồi la nhảy lên tưng lưng tưng vậy. Không có ra cái gì hết trơn rồi á. Cái gì? Ba tăng ba giảm. Ba tăng ba giảm là sao? Muốn khô thì khô, muốn ướt thì ướt. Trời ơi, có phải tôi không trời? Tự nhiên con vợ tôi đi gặp cha hai, mới gặp cha hai, ba tăng muốn tăng, tăng muốn giảm, giảm muốn khô khô muốn ướt. Bà chết với tôi. Cái gì? Bà chết với tôi. Cái gì vậy? Tôi phàn ghế vào đầu của bà nha. Cái gì vậy? Hả? Bà trả lời rõ ràng cho tôi nghe. Bà gặp cha hai nói năng cái gì? Ăn nói cẩn thận. Làm sao? Ba tăng ba giảm mà ướt khô là sao? Thì tôi trên đường tôi đi chợ. Tôi thấy ảnh đang coi lúa. Tôi hỏi ảnh lúa sao tốt quá vậy. Thì ảnh mới chỉ tôi là ba tăng ba giảm, lúc khô thì khô, lúc ướt thì ướt, không trũng không sâu. Tưởng cái gì? Bà làm tôi sớm sáng là phải chết với tôi nha. Vậy? Tôi nói tôi cảnh cáo bà nha, tôi không có ương nhà hai đó. Bà đừng có gặp nhà hai bà mừng rỡ với tôi nè. Chứ ông nghĩ cái gì bậy bạ vậy? Nghĩ gì? Bà nói gì ba khô ba giảm mà bà muốn ướt muốn khô khô. Giỡn mặt với tôi hả bà? Anh hai ảnh còn nói á, đừng có gieo xạ dày, bón dư đạm. Mình tôi nghĩ á, bắt chước ảnh được á. Thôi, bà tài lanh quá. Tưởng chuyện gì, chuyện là chuyện nhỏ, xin lỗi bà, dư sức đối với tôi. Gì? Ông biết luôn rồi hả? Bà nói vậy là bà coi thường tôi rồi.
Bà nhớ đi, dù gì đi nữa tôi cũng là tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp, phải không? Xin lỗi bà, ở xóm này từ trên đến dưới là coi như bắt chước tôi thôi, tép riu. Trời, đúng quá, tôi coi thường ta, nhưng mà không thể nào qua tôi được đâu bà. Tôi dư sức làm chuyện đó. Ủa, vậy không có cách hả? Trời, không phải có cách mà tôi làm còn tuyệt vời hơn nữa, còn hay hơn nữa. Như vậy ta? Sao? Xin lỗi bà, bây giờ nè, tôi gom hết, tôi làm một quả lớn luôn. Trời ơi, đừng coi thường tôi, bà chống mắt bà coi tôi đi. Bà bao nhiêu lần rồi nha, đàn bà con gái đi về tới nơi tới ngõ đàng hoàng mới nói chuyện, chứ không phải từ ngoài đường chạy vô la ông sùm nhảy đồng rỗng vậy là không được rồi. Chết rồi. Chết cái gì? Lúa chết. Lúa chết thì tôi kệ nó, ăn thua gì nữa. Ủa, bà sao chết? Trời đất ơi, bà nói gì kỳ vậy, lúa sao chết? Hôm qua mưa lớn, lúa bật gốc chết hết rồi. Sao kỳ vậy ta? Tôi làm đúng quy trình mà tại sao lại chết được? Ông hỏi tôi giờ tôi hỏi ai giờ? Ủa sao kỳ vậy ta? Làm về kỹ thuật là coi như là đúng 100% rồi. Nhưng mà tại sao vậy là không phải lỗi anh rồi. Vậy là do mưa lớn quá rồi. Phải không? Ủa, anh hai. Có gì đâu kỳ. Tôi vô tôi nghe hết rồi, vợ chồng anh chị nói tôi nghe hết rồi. Sao kỳ vậy anh hai? Tự nhiên chết hết trơn anh hai. Có gì đâu rồi. Kỳ. Trước đó là tôi cũng đã nói với chị rồi. Dạ. Trời ơi, lúa đó mà anh ba rồi xả xuống dày như vậy. Rồi cấy thì cấy dưới trũng. Đó, thì biểu là mưa, gió, biểu làm sao nó không tróc cái gốc lên, nó lạ đó. Trời ơi, anh hai biết không, về kỹ thuật thì tôi đúng rồi anh hai à. Nhưng mà lỗi là lỗi tại mưa thôi anh hai, chứ tôi đâu có phải là không biết cách làm đâu. Cái tính cố chấp của anh cũng y như vậy. Đồng ý, trên sách vở cái kỹ thuật nó là vậy. Nhưng mà cái quan trọng á, chúng ta học hỏi những cái kinh nghiệm nữa kìa anh ba. Cũng tại ông á, cái tính kiêu ngạo, tự cao, không biết nghe ai đóng góp ý kiến cho mình hết đó. Đó, bây giờ á, tôi sạch mắt rồi đó. Thôi bà bình tĩnh đi bà ơi. Làm gì phải la như vậy, thua kéo này bè kéo khác. Còn người còn của, còn đất mình còn làm tiếp nữa. Của đâu? Của đâu? Của đâu mà làm? Tiền đâu nữa mà làm? Bà lo thôi. Tiền ở đâu mua giống phải không? Chứ còn nữa. Thôi được rồi, trời ơi. Trời, tới nước này mà hai vợ chồng rồi còn ngồi tranh cãi nhau khổ ghê á. Được rồi, không ai mà bỏ mặt hai vợ chồng đâu. Cái chuyện mà giống á, để tôi giúp cho chị. Anh đang nói cẩn thận nha anh hai. Anh nói gì anh giúp giống cho vợ tôi là gì? Giúp giống gì? Thì đúng rồi, thì chị cần giống rồi, tôi có giống rồi tôi giúp cho chị. Đó, anh nói gì mà anh nói gì là tôi thiệt, anh biết tính tôi nha anh hai. Cái gì ra cái đó chứ anh nói gì là tôi không chịu anh hai. Ủa cái lòng của tôi nói mà sao chứ? Trời ơi! Anh đưa giống như vợ tôi. Trời ơi, sao cái đầu óc anh thiệt á. Ý tôi muốn nói là giống lúa tôi là tốt lắm, là kêu là bội thu luôn á. Thì anh chị bây giờ ở trong cái hoàn cảnh này, tôi có nhiều giống lắm, để tôi giúp cho anh chị để mà làm lại từ đầu được. Rồi, chưa? Rồi, anh nói giống lúa, anh nói đàng hoàng chứ, anh nói giống thì tôi hiểu lầm chứ, tội nghiệp tôi chứ, anh biết tính tôi thương vợ tôi hay ghen mà. Ghen gì? Anh uống nước đi. Dạ, vợ chồng em nó cũng cảm ơn anh hai. Thì... Còn ông nữa. Gia đình mình á, ra nông nổi này á, cũng tại cái tính á, tự cao, tự đại, kiêu ngạo của ông á. Bỏ đi. Tôi giết rồi nói mãi. Không ai mà bỏ mặt hai vợ chồng đâu. Cái chuyện mà giống á, để tôi giúp cho chị. Cái gì? Giúp giống gì? Thì đúng rồi, thì chị cần giống rồi tôi có giống rồi tôi giúp cho chị. Đó.